Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với Kiếm Mặt Channel. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về một cái tựa game mới đang rất là hot ở trên các cái mạng xã hội. Tựa game này thì dành cho cả các bạn trai và các bạn gái chơi nhé. Tên của tựa game đó là Adorable Home. Xem nào, cái tựa game này thì nói về cái việc là nuôi những cái chú mèo mà dân mạng vẫn hay gọi là hoàng thượng đó. Thì hôm nay mình sẽ vào cái tựa game này, mình trải nghiệm cho mọi người xem cái tựa game này nó như thế nào và tại sao nó lại hot như vậy trong cái thời gian hiện tại trên tất cả các diễn đàn, đặc biệt là các diễn đàn thú cưng. Ok, ở đây thì nó nói mình chọn nhân vật này. Mình vừa rồi mình ấn vào cái gì nhỉ? Hình như mình chọn rồi ấy. Chọn màu này. À đây, mình chọn cái anh chàng ngồi khoanh tay ở đây cũng được. Cho anh ta ra gì, ra vàng đi. Đánh tên vào đây. Mình cũng tò mò sao tựa game này nó hot như vậy. Các bạn mà yêu thích mèo thì sẽ rất là thích với tựa game này. Confirm này, click and choose your partner. Chọn cái người bạn của bạn này. Cộng tác của bạn thì sẽ chọn ai bây giờ? Mình lấy chọn con trai, bây giờ mình chọn một cô gái đi. Chọn cái cô ngồi ở dưới đất này đi. Cho cô ấy da trắng đi. Tên cô ấy là gì? Tên của cô ấy là Kiếm Mặt Partner đi. Đó, hết ký tự rồi, không viết được nữa anh em ạ. Nó chỉ cho viết từng này thôi. Thôi đặt một cái tên bừa đi, Gen chẳng hạn nhá. Jenny. Thì Jenny. Thôi Gen thôi, nghe cho nó ngắn. Ok. Không confirm được à? À được rồi anh em ạ. Nó hơi chậm một chút. Đây là nhà mới của chúng ta. Từ bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời ở đây. Tuyệt vời, anh thích điều đấy. Anh đúng rồi, chúng ta sẽ phải dọn sạch chúng. Ok, làm thôi. Sau bây giờ là đã dọn xong rồi, nó trông đã tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta cũng thậm chí có thể làm tốt hơn nữa. Anh nhìn kìa, Snow thì thích ngôi nhà mới. À, Snow là cái con mèo này này bạn này. À, cái Snow là tên nổi con mèo của mình với cả Gen nhá. Ấn nhanh vào cái nút này à? À, chụp ảnh anh em ạ. À, mình có thể chụp ảnh cái con mèo này của mình. Khoảnh khắc. Vừa rồi thì nó hiện ra nhanh quá, mình chưa kịp xem kỹ thì mình nhỡ tay ấn vào đây là nó lại mất rồi. Nó nói là mỗi khi mà mình mở game ấy thì sẽ có một cái sự thay đổi gì đấy. Sau đó cái đoạn sau mình chưa kịp đọc thì nó đã, mình ấn nhỡ cái ngón cái của mình ấn vào cái màn hình thì nó tắt bố đi rồi. Thôi được, không sao cả, tiếp tục thôi. Nghĩa là sau khi mình mở mỗi lần mình mở game lên nó sẽ có một cái sự thay đổi gì đấy ở trên màn hình này, chắc vậy. Anh nghĩ rằng Snow thì đói rồi, chúng ta nên cho cô ấy ăn. Con mèo này, con mèo cái à? Đây là đồ ăn của Snow đây. Đổ thức ăn vào này, sau khi bạn là đổ thức ăn vào thì mèo sẽ ăn này, khi mà thời gian hết này. Và chúng sẽ, à
À, nó sẽ cho mình cái tình tình cảm của nó mà phụ thuộc vào cái thức ăn mà mình cho vào cái chậu ăn này của nó này. Đó, thì mình sẽ được cái nó gọi là lớp. Đây, 1.500 lớp. À, đây nó là cái tiền tệ ở trong cái game này đấy anh em, nhưng mà nó không phải gọi là anh chị em mới đúng. Tiền tệ ở trong cái tựa game này anh chị em, bởi vì là nó không phải là dùng tiền mà nó sẽ dùng bằng cái trái tim này, nghĩa là cái tình yêu thương này, nó gọi là love đấy, để làm cái giao dịch ở trong game này nhá. Anh yêu, làm ơn hãy chấp nhận tình yêu của em và em sẽ dạy anh cái gì? Decorate này là cái gì nhỉ? Để mình quên mấy từ này rồi. Với tình yêu anh nhận được này. Sorry anh chị em, mọi người là đôi lúc là tiếng Anh của mình nó cũng không không nhớ. Đây này, mình sẽ mua các vật phẩm bằng cái tiền tệ này. Cái tiền tệ này là cái trái tim đấy. Mình được 1.500 trái tim. Ở đây tivi thật là 300 này, quạt là 170 trái tim này. Thôi thì mình làm theo hướng dẫn là mình sẽ mua một cái tivi. Ok, mua một cái tivi nhá. Bộ sưu tập à? À đây là nó có thơ, nó có liệt kê các bộ sưu tập của mình ở bên trái này. Ấn vào cái tivi này. Yes này, đặt nó vào đây. Đó, mình sẽ có một cái tivi. Muộn rồi. Em phải đi làm bây giờ. Ok, làm đi. Thì làm thì cứ làm. Đợi một chút. Anh chuẩn bị nhanh bữa trưa cho em. Đúng không nhỉ? Nó làm là đây là cái cách mà làm cái bữa này này. Có cả dessert này là cái tráng miệng. Và cái sau khi mình làm cho cô ấy ăn thì cái người bạn gái của mình thì sẽ cũng sẽ cho mình cái tình yêu, nghĩa là cái trái tim đấy. Cái trái tim phụ thuộc vào họ thích chúng bao nhiêu. Thích cái bữa ăn này nhiều như thế nào thì họ sẽ cho mình cái trái tim như vậy. Ok, làm thôi. Chúng ta sẽ gạo này, cho gạo vào, cho quả này quả gì, à đâu đây là thịt, thịt viên, bánh này, tráng miệng. À đây là cái khay à. Ok, cái khay này. Đây có cơm này, có thịt này, có tráng miệng rồi. Chơi như thế nào? Người bạn gái của bạn thì sẽ đi làm. Đã đi làm chứ. Và sẽ trở lại trong một vài giờ. Trong khi bạn ngồi đợi. Collect all the love and care for your cat. Ôi thì chết rồi, mẹ lại ấn vào cái ngón cái này lại quên nhắn mất rồi, lại chưa kịp đọc hết. Snow con này nó lại cho mình được 50 tim rồi. Không hết hướng dẫn rồi à? Hết hướng dẫn thì mình lại làm đầy thôi. À đây nó có giờ anh em ạ. À 2 giờ 59 phút thì con mèo mới đến ăn à? Chắc vậy. Nó bảo mình chăm sóc mèo. À mình sẽ cho con mèo này nó tắm này, hoặc là cắt móng tay cho nó này, hoặc là mình chọn cái nào bây giờ nhỉ, cho nó tắm đi. Ừ,
À, nghiêng cái điện thoại trái hoặc phải để điều chỉnh nhiệt độ, giữ nhiệt độ nước ở trong cái vùng màu xanh. Ok, thử xem nào. Nếu nhiệt độ mà nó đỏ hoặc là màu xanh lam thì bạn sẽ, đại loại là mình sẽ phải làm cái nhiệt độ nó ở phần giữa cân bằng. Bạn sẽ thua game này nếu bạn có, chắc là làm 3 lần. Đây này. Đây. Mình sẽ phải như thế này anh em nhá. Mình sẽ phải nghiêng cái điện thoại này nó đúng ở cái mức xanh này, chứ không được để nó nóng quá hoặc lạnh quá. Mẹ sao khó thế? Bao giờ thì nó mới tắm xong? À, cái nước này nó vẫn đang chảy. Đợi lúc nào đầy lên là xong, mới lâu thế này thì mỏi hết tay. Ở đây mình phải giữ nguyên anh em ạ. Giữ nguyên, mình đang giữ nguyên ở vị trí. Mà cái game này xa xa nó không sáng màn hình liên tục, mà nó cứ, nếu mình không động tay vào màn hình là nó sẽ tự tắt cái màn hình đi ấy. Ơ, được chưa vậy? Chết rồi, lạnh quá rồi. Ôi chết rồi, nóng quá rồi. Ấn vào đâu bây giờ để cho nó hết cái củ nợ này nhỉ? Hai tay mình cầm này nên là mình không ấn được các cái nút khác, mà không biết cái bao giờ thì cái nước này nó mới dày. Đây mình ấn cái điều khiển cái vòi phối hòa sen này nó chúng ta có thể điều khiển cái vòi hoa sen này vào cái con mèo này. Đó được rồi, được một trái tim rồi. Ngủ quá, nhưng mà nó vừa điều khiển cái này đây, nó khó mà, cái này là nó vừa điều khiển cái cân bằng này, nó lại vừa xì vào con mèo các anh em ạ. Không dễ chút nào. Chắc con mèo mèo nó bị lạnh hoặc nóng quá đấy. Mình hiểu rồi, biết chơi rồi. Con mèo. Còn một trái tim nữa thôi, cố lên. Ôi chết rồi. Mẹ, vừa rồi xin lỗi, mèo nó bị lạnh quá. Ơi. Fail rồi. Thôi, không thử lại nữa, cái trò này mỏi hết cả tay. Đúng là mọi người chơi thì thử, mọi người làm xem có khi là khá hơn mình nhiều ấy. Cái gì đây? Có được cái này free à? 163.000. Đánh thử cái này xem.
À, cái này nó bắt mình nạp tiền. Đây là bộ tiền Việt Nam đồng này anh em này. 45.000 thì sẽ được 2.200 lớp. Ok, thôi tắt đi. À, còn cái gì nữa nhỉ? Con mèo này thì nó có rất nhiều cái. Mà tại sao cái cô bạn gái của mình vẫn chưa về vậy? 2 giờ 54 phút nữa con này mèo nó mới ăn. Nên mình sẽ đi sắm đồ đi. Tiêu cho hết tiền luôn. Xem bạn gái về nhà có bực mình. Điều hòa không khí 500. Sofa này. Cái bàn này. Có cái bàn đầu tiên là có người người ta đã mua rồi. Cabinet này nó là cái tủ nó ngăn kéo ấy. Cabin nghĩa là nó là cái hộp ấy. Những cái hộp thì chắc là tủ ngăn kéo, tre, ghế này. Cái này là cái gì? À, cái thảm. Carpet là cái thảm. Cầu thang này. À, mua cầu thang đi. Mua cầu thang đi cho nhà nó hiện đại lên tí. Chơi hẳn cầu thang 780 nhìn sao đẹp. Chúng ta sẽ đặt thử vào xem nào. Cái gì thế này? Có cả được thời tiết nó cũng cho mình cái lớp này nữa. Đây, mai này là của mình đây, của mình là mình đã có cái cầu thang rồi. Có cái cầu thang đây, cầu thang của mình đây. Mình sẽ đặt cái cầu thang vào. Thay thế cái cầu thang gỗ này đi. Đó. Mình đã thay thế cái cầu thang gỗ này. Từ từ đã. Có cả ngoài vườn này, phòng ngủ này, đồ ăn hiện tại mới chỉ có 3 cái. Giờ chúng ta sẽ thử ấn vào cái moment này xem. À, cái này là chia sẻ đến các cái ứng dụng mạng xã hội khác anh em ạ. Như vậy là chúng ta có thể trang trí được cho cái nhà của mình này, ngoài ra ngoài vườn này. Ra thử ngoài vườn xem. À, ngoài vườn nó khóa rồi, không ra được. Hiện tại thì mới chỉ có nhà thôi. Chắc là mình chơi một thời gian thì nó sẽ mở khóa cái vườn thì mình mới trang trí được ngoài vườn. Như vậy là để xem trong shop này nó còn có cái gì để mua nữa không. Mua cho con mèo cái hộp quà đi. Mình có 518 cũng đủ. Đây toàn 600 thôi anh em ạ. Đây là đồ ăn này. Wow, đồ ăn mình mua quả đùi gà đấy.
Sushi à? Chỉ mua mít sushi thôi này. Tại sao người bạn gái của mình vẫn chưa về? Lâu vậy. Ở đây thì cắt móng cho con mèo này. Chưa kịp đọc rồi. À đây, không cần. Không cần đọc. Đây mọi người sẽ. Cái này như kiểu chém hoa quả ấy mọi người. Tại sao cái móng cuối này nó khó vậy? À chết rồi. Cắt vào tay của nó là nó là mình sẽ bị trừ tim. Đó. Có nhỉ. Tại sao mình ấn nó lại thế này không được nhỉ? Cắt chúng rồi mà. Cứng đầu. À, đã được rồi. Ok, như vậy là mình vừa mới trải nghiệm cho anh em xem một cái tựa game đang rất là hot hiện nay trên các mạng xã hội. Adorable Home. Nói về việc trang trí nhà cửa, vườn tược cũng như là đặc biệt là chăm sóc các cái chú mèo của mình. Mình nghĩ là sau này thì game nó sẽ rất là nhiều các chú mèo khác chứ không phải riêng một chú mèo này đâu. Và những người chơi với nhau thì có thể không biết là có giao lưu được với nhau không. Bởi vì mình thấy là trong phần shop thì có người ghi là đã mua. Hay là cái đã mua đấy là cái game nó đã mua chính là mình nhỉ? Mình không rõ nữa nhưng mà đấy. À cái tựa game này thì dành cho những cái bạn nào mà thích, đặc biệt là thích về các cái chú mèo thì sẽ rất là yêu thích cái tựa game này. Nếu mọi người thích video thì like, share cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả các mọi người, cảm ơn tất cả các anh chị em.